Chào mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Mình luôn hay đổi những món ăn. Thì bì của mình ngày hôm nay là mình có khoai lang. Khoai lang này là khoai lang bí. Mình bằm ra và mình chiên cho nó vàng. Ở đây mình có đậu hũ, mình cũng chiên vàng, mình sắc nhuyễn. Đây là đậu hũ tươi mình chiên lại nha các bạn. Và đây là khóm. Khóm thì mình cũng chiên một ít khóm rồi mình cũng bằm nhuyễn mình để vô cho nó thơm. Nếu tính ra cái món bì chay á, mà mình làm đó là các bạn biết không, thì cái gia vị của mình để vô á, thì nếu mà tính kỹ ra là nó ngon hơn cái bì mặn. Bì mặn người ta chỉ làm là da heo người ta cắt cọng ra thôi, nhưng ở trong cái bì chay này của mình á, thì rồi mình sẽ trộn nguyên liệu lên nha, thì mình sẽ có rất là nhiều món ngon và hấp dẫn. Vì vậy mà bì chay của mình nghĩ là nó cũng sẽ ngon hơn bì mặn nữa đó các bạn. Mình dẹp hết. Rồi ở trong đây thì mình có khoai lang, đậu hũ, khóm. Mình sẽ cho một ít hạt nêm nha mà các bạn. Mình để một chút xíu đường thôi, mình không có cho nhiều. Mình sẽ cho hạt nêm, nấm hương. Mình cho nấm, hạt nêm nấm hương vừa ăn. Thì ở đây là mình có tỏi khử nữa nè. Ở đây là hành và tỏi mình khử cho thơm nha. Rồi. Và đây là bún tàu. Bún tàu mình ngâm khi mình trụng. Mình trụng cho nó chín nha mọi người. Mình trụng cho nó chín rồi xong mình rửa nước lại. Rồi mình sẽ cắt ra, mình cắt nhỏ nhỏ ra, mình đừng có để dài quá. Thì mình cũng sẽ trộn vô. Bún tàu mình cũng sẽ trộn vô. Ở đây thì mình sẽ trộn những cái thứ này. Cái cọng bún này thì giống như làm giả, nó là giả cọng bì đó mọi người. Thì bún tàu nó rất là dai. Và đây là thính. Thì cái món bì của mình quan trọng nhất là món thính. Cái món thính ở đây nó sẽ làm cho tăng cái hương vị của bì của mình rất là ngon. Vì vậy mà thính là cũng một trong những cái món rất là quan trọng cho cái món bì chay nha các bạn. Bì chay, bì mặn gì người ta cũng để bì hết đó các bạn ơi. Vì vậy mà đây là thính, mình sẽ rải thính vô và từ từ mình trộn vô trong bún của mình để cho nó tơi ra. Khi bì nó vô trong cái cọng bún của mình thì nó sẽ tơi ra từ từ cọng. Mình rải từ từ vô. Bếp chay kỳ duyên miền quê của mình ở đây các bạn biết không? Nhà mình thì ở ngay cạnh trường học. Những ngày qua thì trường học này dùng cái điểm cách ly cho bệnh nhân từ những cái vùng dịch người ta đi làm người ta quay về đó các bạn, thì cũng là một điều rất là nguy hiểm. Nhưng những người ăn chay như chúng ta thì luôn giữ tâm bình khí hòa. Tất cả những sự kiện trong đời sống của mình thì cho dù nó khủng khiếp nhưng mình cố giữ bình tĩnh, niệm A Di Đà Phật, bởi vì mình tin tưởng vào tâm linh của cuộc sống, được long thần hộ pháp phù trợ cho chúng ta, thì những điều nguy hiểm hay những điều rắc rối ở trong đời sống thì có lẽ nó sẽ giảm rất là nhiều đó nghe các bạn, nếu chúng ta tin vào tâm linh Phật pháp. Rồi mình sẽ rải vô một nửa nữa ở trong cái khoai lang, đậu hũ của mình và mình trộn lên cho đều nha mọi người. Thì các bạn thấy là cái món bì của mình nó sắp hình thành rồi đó. Thì khi nó hình thành là mình sẽ thấy nó rất là ngon. Mình sẽ ăn với bún, kèm vô với bún và mình ăn với bánh mì cũng ngon nữa. Ăn chay để giảm bớt đi những cái nghiệp sát sanh, tội nghiệp.
ở trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, mà mình không biết là từ kiếp nào vô thủy đến nay mình đã tạo tác, hoặc là cố tình hoặc là vô ý, thì ăn chay để sám hối tội lỗi, phóng sanh để liều đình với quán gia trái chủ và cùng giải những cái mối quan nghiệp quan quan tương báo ở trong đời người. Nếu ai có nhân duyên sâu dày với Phật pháp thì ăn chay thì là cách để mình không còn luân hồi nữa đó các bạn. Mình sẽ không gieo tạo những cái mối dây quan nghiệp ở trong những đời sau nữa. Thì đời này kiếp này mình nguyện trả xong để mình có thể là mình trở lại cõi lành, hay trở lại làm người mà không sát sanh nhiều. Cố gieo nhân duyên với ăn chay, cho dù không ăn mãi mãi được nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng nên ăn chay nha các bạn. Có sức khỏe và tránh được rất là nhiều nghiệp sát. Rồi, mọi người thấy cái món bì của mình nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Nó rất là dễ làm. Thì chỉ đều là mình chiên khoai lang, rồi chiên đậu hũ, rồi mình trụng ở bún tàu và mình khử tỏi hành. Và thính thì mình đã có một món bì rất là ngon. Mình cho ông xã mình thử nha. Bây giờ ăn không anh? Mời. Ngon không? Ngon. Được ha anh. Thì cái món bì này hôm nay mình sẽ ăn với bún bún khô hoặc là bánh mì. Thì nó là cái món ăn rất là mình bánh mì thì mình sẽ có để đậu phộng nữa đó các bạn. Thì nó là cái món bì rất là đặc biệt. Mình hết ổn đó mọi người. Rồi, như vậy là cái món bì trộn của mình nó đã xong. Thì tùy theo mọi người muốn ăn món gì, bánh mì bì chay, dưa chua, bún khô, dưa leo, rau rau thơm, giá. Đó, đây là những món mình chuẩn bị để làm bún khô ăn. Rồi, mình chia sẻ với mọi người bao nhiêu nha. Mời các bạn cùng làm dưới bếp chay kỳ duyên mình. Chúc các bạn được thân tâm an lạc, trí huệ sáng suốt. Cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi. Cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật, dịch bệnh qua đi, hòa bình thế giới, nghiệp chướng tiêu trừ, nhân loại thiện lương cơm no áo ấm, cùng chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc, hòa bình chung quả địa cầu. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật.